Rồi, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Kho Hàng Đỗ Thanh Đạt ha. Thì như lời hứa, nhưng mà lời hứa này quá muộn màng đối với anh em, là nhờ quay những con video 40 mới về mà cái lô 4 con á. Đó thì hôm nay là quá lâu để mà có cái clip đó ha. Thì cũng xin lỗi trước những anh em nào mà đang trông mong những cái video đó nha. Thì hôm nay mình sẽ quay nói về những con video 40 triệu 5B. Thì cái lô này là cái lô mà lô xe mà gọi là dành cho những anh em nào gọi là có điều kiện tí ha. Và khi mà anh em bỏ ra cái số lượng tiền nhiều để mà mua một con xe thì tất nhiên là anh em sẽ đổi lại được cái chất lượng, là số giờ nó ít, đời nó cao và cái hoạt động của nó trơn tru ha anh em. Rồi thì cái lô này về là 4 con và hiện tại bây giờ chỉ còn 3 con thôi, thì một con đã giao về Bình Phước rồi anh em. Đó, cho nên vừa rớt công là giao luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ quay nói rõ hơn về ba con dân ma Vio 40 triệu 5B này để cho anh em biết rõ hơn và cũng đem nó về để sở hữu những em nó ha. Rồi thì nó thì là nó là hãng dân ma ha. Thì dân ma bây giờ thì cũng có khá nhiều cái dòng những cái con đời cao này, hiện tại là có khá nhiều cái nguồn nhập ha. Nhập từ Nhật nè, nhập từ Trung Quốc nè, nhập từ những nước khác, Singapore, Đài Loan các thứ anh em. Đó, nhưng mà mình chưa biết những cái gì sao, thì đa số từ trước giờ thì mình chỉ lấy xe Nhật về mà bán thôi, cho nên là giá trị xe Nhật thì tất nhiên là mãi mãi trường tồn mà anh em. Xe mà nhập đúng Nhật về và sử dụng bên Nhật nên là họ sẽ bảo dưỡng rất kỹ. Còn những còn cái lô xe này á, thì nói về cái thời gian bảo dưỡng bên Nhật chắc là rất là ít ha, tại vì con này mới có 800 mấy chục giờ thôi anh em. Con này 900 mấy giờ á, con bên này là 800 giờ là con ở giữa. Con thứ hai từ con này đầu tiên là 900 mấy nè, con thứ hai là 800 mấy chục giờ luôn ha. Và con ở ngoài xa kia là nhiều giờ nhất là 2000 mấy giờ ha anh em. Đó thì nghe 2000 mấy mà so với 8900 thì có vẻ là nhiều, nhưng mà so với cái thị trường chung bây giờ mà anh em biết được những cái xe mà từ bên Nhật về Việt Nam á, thì những cái con này số giờ rất rất là ít rồi. Rất ít giờ anh em, chưa tới 1000 giờ. Đó, con kia 2000 mấy giờ. Đó, những con máy gọi là hầu như là bị lãng quên ở Nhật Bản không sử dụng nha anh em. Thì những con này là đời 23 hết anh em. Ba bốn con là đời 23 và con kia đi rồi. Và ở đây hiện tại còn ba con là đời 23 hết. 23 đến nay là 2022 thì chưa được 10 năm anh em. Chưa được 10 năm cho nên là về chất lượng thì có thể là anh em cũng quan tâm nhưng mà cũng sẽ bớt quan tâm về nó thôi, tại vì nó sử dụng chưa được 10 năm. Đó, mà cái thứ nhất, cái thứ hai là cái số giờ sử dụng quá ít. Đó, cho nên là mình lại không cần quan tâm nhiều về cái phần chất lượng nó còn lại như thế nào ha. Rồi, thì đến với cái cây con đầu tiên là con 900 mấy giờ, thì con ở giữa giữa ha. Cái tần suất làm việc thì ở giữa giữa so với ba con. Nên là mình cú lại là mình chạy ra đầu tiên ở đây thì mình quay luôn. Thì ba con ở đây nó đều giống với nhau hết đó, là dàn chân của nó là được trang bị xích sắt guốc nguyên bản của Nhật. Nhưng mà anh em, cái này thì dính đất nó hơi xấu, hơi dơ, hơi xấu ha. Đó, những cái lá sau này thì nó còn sạch nè. Đó, cho anh em xem. Gần như là 90-92% nha anh em. Rất là mới luôn ha. Đó. Con này á, thì cái guốc của nó, cái dàn chân của nó thường á, 0240 của em thì nó sẽ là 4 tấc. Mà con này thì nó là 3 tấc rưỡi nha. Đây, 3 tấc rưỡi cho anh em thấy không? Đó. Để mà ví dụ như 4 tấc thì mỗi bên nó lại to hơn 5 phân, thì là lớn hơn ra 10 phân nha anh em. Đó, thì khi mà anh em vô cái chỗ hẹp thì 10 phân nó cũng rất là giá trị nha. Con này là đích tròn nữa, anh em quay là trong xích hết. Những cái chỗ hẹp thì làm thế giá trị hơn. Tại vì thằng này anh em nhìn thiết kế từ cái lam nè, cái lam ở đây ha. Và so luôn, so với cái bề xích hẹp luôn. Xích 3 tấc rưỡi nè. Đó là nó nằm từ đây đến đây, nó xem với nhau, nó bằng nhau anh em ạ. Nó bằng nhau luôn. Và bề ngang con này là chưa đến 2 mét ha. Mình sẽ đo luôn nha anh em. Một mét 97 ha. 1m97. Nếu mà cái này xe này anh em lắp guốc, lắp cái chân xích mà 4 tấc vô á, thì nó ra 10 phân nữa là 2m07 ha, gần 2m1. Đó. Con này dàn chân phải gọi là khá là to ha. Đó, chứ không phải là nhỏ đâu. Khi mà anh em lắp cái guốc 4 tấc, lắp cái xích 4 tấc vô thì
to hơn hẳn những con 50 luôn ha. Còn nếu mà con này mà anh em gọi là so với 50 á, thì Vio 50 trừ 5B á, thì mình nếu mà theo mình thấy á, thì nó khác mỗi cái con am, thì con am của thằng Vio 50 nó sẽ dài hơn và con am của thằng này nó sẽ ngắn hơn một tí. Còn về lại bề ngang, máy móc, bơm hay là còn lại mọi thứ là giống nhau hết là 90% rồi anh em. Chỉ khác mỗi cái con am là nó dài hơn tí thôi. Đó. Đối trọng tất cả các thứ nó vẫn vậy ha. Rồi thì cho anh em đi một vòng ha. Con này thì mặc dù là đời cao á, nhưng mà cái hình thức bên ngoài của nó nhựa không có nhiều ha anh em. Đó, đi một vòng tất cả xung quanh là bằng sắt hết. Sắt ha. Ở dưới đây là một cái đế dày luôn, cái đế sắt dưới đây rất là dày. Ở đây là cái đối trọng nè. Ở đây lắp capo bằng sắt luôn. Và bên đây bằng sắt luôn. À, rồi. Soi kỹ vô dàn chân đó ha. Thì chân thì xài đùi nhông luôn anh em, đùi thì đùi nhông. Bánh răng này còn khá là ổn mà, tại vì cũng mới có 900 mấy giờ thôi. Bánh răng dân ma là vậy, bánh răng dân ma nhìn rất là mập. Đó, anh em nhìn nước sơn dàn chân đó ha. Nó bị chảy nước sình luôn, nó hơi không đẹp lắm ha. Đó, dàn chân của nó. Quay kỹ cho anh em xem luôn. Và khi mà anh em sử dụng cái dàn chân này á thì không lo như anh em nghe đời cao vậy thì chắc phụ tùng chưa có ha. Những cái hãng nào chứ còn như Yamaha hay là thì khi mà anh em sử dụng những cái dàn chân đời cao á như những này thì anh em lại lo lắng là phụ tùng nó lại không có, đúng không? Đời 20 mới có 10 năm thôi thì nhiều khi là chưa có phụ tùng của Việt Nam. Nhưng mà đến với cái dòng Yamaha này thì anh em không cần phải lo lắng về cái chuyện đó ha. Tất cả mọi thứ luôn. Từ bánh răng nè, ga lê đỡ, ga lê đè và bánh phôn, nguyên cái dàn chân này là anh em không lo sợ là thiếu bất cứ món gì hết. Có từ A đến Z. Tại vì thằng Yamaha á, nó gọi là nó cho nông dân sử dụng anh em. Nó gọi là cho nông dân sử dụng tại vì nó phát triển từ cái ngành nông nghiệp, là từ cái máy cày đi lên, máy đào, rồi họ làm máy cày trước, họ mới làm máy đào sau. Đó. Thì họ làm rất là đơn giản mọi thứ cho nông dân sử dụng mà anh em. Đó, cho nên là họ không có cải tiến nhiều về cái dàn chân hay là về những cái mọi thứ như cái này. Miễn sao nó hoạt động chân chu hết là được, nó rất là thực dụng anh em. Nhật nữa, bánh răng này cũng xài chung với lại Yamaha B50 luôn ha. Đó, ga lê đè này cũng vậy, cũng xài chung với B50, cũng xài chung với Vio 50-1. Đó, trừ 2, trừ 3, trừ 5. Đến đời này là 5B thì nó vẫn xài con ga lê đó anh em. Đó, đến bánh phone thì nó có cải tiến khác, thì bánh phone này vẫn có hàng cho anh em sử dụng luôn ha. Thì một tí nữa mình sẽ có một cái hình ảnh hoặc là mình sẽ quay một đoạn ngắn về cái một loạt cái phụ tùng mà dàn chân này của nó luôn. Khi mà nếu mà anh em nào cần thì alo bên đỡ thằng Đạt sẽ gửi hàng cho anh em được luôn ha, cả ga lê đỡ cũng vậy ha. Thì cái con này đời cao, nhưng mà anh em lo lắng, mình nói về con xe này ha, đời cao thì anh em sẽ lo lắng về đa số là điện đúng không? Nhưng mà đối với con này ha, cho xem động cơ thì sẽ biết. Thường nếu mà đời 22, 23 rồi thì gọi là cái phần mà con heo này nè mà còn được ga cơ anh em thì rất là hiếm thôi. Nếu như cái động, nếu như mà động cơ Yamaha này mà gắn lên con Komatsu hoặc là gắn lên Hitachi mà cũng dạng dạng đời này thì khả năng cao là đã chuyển qua ga điện rồi anh em ha. Nhưng mà ở đây vẫn còn một con ga cơ kéo dây cho anh em, vẫn còn một con ga kéo dây cho anh em đây. À, thì mình đã nói là đã sử dụng cho, đã gọi là cho nông dân xài rồi anh em, nên là họ đơn giản hóa mọi chi tiết đi để sau này sửa chữa bảo dưỡng nó lại dễ. Đó, thì đây là cái một số cái thông tin về động cơ. À, ở đây nó có cái đời của động cơ ha. Mình nhắc lại là cái đời động cơ là tháng 12 năm 2012. Và con xe này đăng kiểm rồi và ra đăng kiểm là đời 2013 nha anh em. Đời 2013. Đó, anh em nhìn cái con xe chưa đến 1.000 giờ thì cái động cơ nó như vậy ha. Đó, và một số cái chi tiết mình cũng nói sơ qua luôn cho anh em nắm rõ về con xe nhập Nhật và nhập những cái nguồn khác và cái giá trị nó không bằng ha. Ví dụ như về động cơ đi thì anh em nhìn tổng quan nó từ trên xuống dưới ha. Có thể là nhìn về cái màu sơn nó không đẹp đó,
mình đánh giá luôn là màu sơn và cái động cơ này nó không đẹp luôn ha. Nhưng mà những chi tiết trên xe này chưa có phải tháo ra bất cứ một con gì hết, kể cả cái lớp bê nước. Cái con mà mình giao đi Bình Phước thì con đó về khách cũng yêu cầu là tháo cái lớp bê nước ra và giao thôi, cũng không làm một cái bất cứ một cái gì hết. Đó, thì anh em nhìn đây, bốn cái con ống dầu của nó ha, bốn cái đầu chưa có một vết xước về về cái dấu chìa khóa vô ha. Rồi quay sâu vô trong cho anh em thấy được những cái phần nắp viền cò đó, và những con bù lon chi lát mà nó chưa bị tháo ha. Đó, rồi bên đây cho anh em xem luôn cái khoang máy đi ha. Đây là cái cổ để mà châm nhớt thủy lực vô, và ở dưới đây là cái bơm thủy lực đó, bơm tổng của nó. Rồi ha, đó cho anh em xem vòng, nó rất là đơn giản, gọi là rất là bình dân về công nghệ luôn ha, gọi là sẽ không phát triển nhiều về công nghệ. Rồi có cái này mình muốn khoe anh em nè, cái phần cái nước của nó đây thì nó sẽ có cây chống ở đây, hẹp quá thôi để đi khỏi chống. Ở đây là cái phần bên hông thùng dầu của nó ha, để mở lên mới được. Đó, một cái nắp mở lên thì khi mà anh em sáng anh em bảo dưỡng nè, có thể là báo dầu tất nhiên là vẫn phải có rồi ha, nhưng mà là nắp họ không làm cong cong uốn uốn giống như những cái hãng khác, họ nhìn thẳng vô phát là thấy luôn được cái mực dầu đang nằm ở đâu ha. Đó, trừ khi cái trường hợp nó bị hư báo dầu anh em thì mình nhìn thẳng vô luôn. Rồi anh em, thì đó là mình vừa nói sơ qua ngay chỗ mà sáng sớm anh em lên thăm cái thùng dầu này. Thứ nhất, thứ hai là anh em có thể nhìn được cái nắp két nước ở đây ha, mở ra mình kiểm tra nước làm mát coi xem là nó có còn hay là không ha, nó còn hay là hết hay là như thế nào. Để em biết rồi mình kiểm tra ha. Rồi nhìn xéo ở đây thì anh em thấy được cái chỗ tăng dynamo ha. Đời thì cao nhưng họ thiết kế những cái khoảng trống này vừa đủ để cho mình bảo dưỡng của cái máy ha. Dạ, thì mình mở ra cái này để nói két ha, mà nãy giờ nói mấy kia trước giờ mình quay lại két ha. Thì ở anh em nhìn ở đây nó sẽ có một cái con chuồn chuồn dẫn đây nè, để mà anh em chỉnh cái này à. Và cái này là cái gì? Cái này là tùy vào cái điều kiện anh em làm việc ha, cái nơi gió nhiều gió ít hay là như thế nào đó, chỉnh như thế nào đó để có được cái lượng gió tốt nhất đi vào để làm mát động cơ ha. Đó, họ không có chỉnh điện hay là cái gì hết nha anh em. Đó, cái xuống đây cầm cái tay mà chỉnh ha, chỉnh em một cái mức độ là mà mình thích rồi, mình cảm giác gió nhiều rồi thì đây mình vặn cái con chuồn chuồn phía bên này lại. Đó, đó, như cứ như vậy thôi ha. Đó, chỉnh như vậy khá là, cái này khá là hay nha anh em, cần học hỏi về cái chỗ này nè. Rồi đóng lại ha. Đây anh em à, khi mà Nhật họ thay nhớt và họ thay lọc á, thì họ có ghi cái thời gian bảo dưỡng ở đây là 418 giờ. Thì như mình nói là con này 900 mấy giờ đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ lên cái đồng hồ để mình kiểm chứng lại cái số giờ của nó. Quá là giờ. Đây, đồng hồ thì còn cái lớp keo họ kỹ nữa nè, họ dán lớp keo hôm qua anh bóc rồi mình chưa chùi cái keo nè. Đó, đồng hồ báo giờ là đồng hồ điện tử ha. Đây, 949 giờ ha, 949 giờ. Thì và cái lọc ở dưới như anh em thấy là lọc nhớt họ thay ở 419 giờ thì nó đã được 500 giờ rồi. Thì khoảng tầm 400 đến 500 giờ thì cũng là cái thời gian thay nhớt hợp lý để cho anh em sử dụng, để nó cái máy có độ bền, thay nhớt thay lọc để nó cho nó có độ bền. Rồi thì đây, cái đồng hồ này y chang cái đồng hồ của những cái đời trừ 2, Vio trừ 2 luôn anh em. Nếu anh em nào có Vio 40 trừ 2 là cái đồng hồ này y chang luôn, không khác gì ha, đơn giản cực kỳ luôn. Báo dầu nè, báo nước nè, nó ở đây báo bình, và thêm một cái nữa là báo áp suất nhớt. Đó,
rất là đơn giản. Và ở đây công tắc có ở đây đèn đó, xong rồi con này những cái này là quạt, thì con này không có cabin thì không có, là nó lại bỏ qua một bên đó. Bên đây không có gì, và đây là cái càng ga cơ này nè, đó càng ga cơ. Nhưng có những cái họ phải nghe theo khách hàng, và khi mà thay đổi như cái này thì sử dụng cực kỳ tốt. Thứ nhất là tay lái đời này rất là nhẹ nè, rất là nhẹ luôn ha. Thứ hai, và tất cả, và tay lái nè, tay điều khiển lam và hai cái tay chạy này đều là tay lái thủy lực hết cho anh em ha. Đây, tay thủy lực luôn đó, ở dưới đây là thủy lực hết anh em, cho nên là nó rất là nhẹ nhàng. Khi mà anh em làm những cái xe mà xài dây thì nó sẽ phải tăng chỉnh nè. Thứ nhất, thứ hai là nó đứt thì phải tháo ra luồn xuống dưới công tắc, rất là cực luôn. Thì cái con này là họ làm như thế này là rất là chuẩn hơn. Những cái ống dây này đến nổ thì chắc hơi bị, không biết đến khi nào mới nổ à. Chạy nhớt thì mình tháo ra mình thay mỗi cái phốt thôi, chuyên chạy cũng vậy đó. Còn những con này thì sàn thì họ được trang bị là sàn nhựa hết nha anh em, sàn nhựa ha, rất chắc chắn ha, không mục, không bao giờ mục được nó. Ở đây có cái nắp để anh em nhìn được vô cái khoang động cơ đó, động cơ của xe nhập Nhật nha anh em, nhìn để tham khảo tí ha, chưa rửa ráy gì nhiều ha anh em, nên là anh em nhìn cảm giác nó bẩn, nhưng mà cái đó là bụi chứ không phải là nhớt hay là gì hết. Anh em nhìn cái bơm đó, quẹo luôn, cực kỳ khô nè, đồ đạc rất là gọn gàng ngăn nắp ha. Đó, đợi anh em nhìn đi, một con đời 2012 nhưng mà nó phải gọi là được đơn giản hóa. Không phải đơn giản hóa mà họ không cần phát triển những thứ dư thừa, ví dụ như là đồng hồ điện tử hay là những cái gì đó nó không cần thiết anh em, cứ như vậy mà dùng. Tại vì con máy đào anh em làm thì cứ quăng ngoài trời mà. Với lại cái phần nữa là hình như là cái con Yanma này cũng gọi là những con trong tầm trong phân khúc đời đó, thì cái giá nó sẽ mềm hơn những cái hãng khác, nên là cũng không cần phải trang bị như đó, nó thực dụng anh em. Rồi ok ha, thì bây giờ là mình kết thúc cái phần 1 của video 40.5B tại đây ha. Đời 23 và giá để anh em sở hữu 103 em thì giá trị nó cũng ngang nhau hết ha. Giá từ 400 cho tới 450 triệu đổ lại ha, từ 450 triệu đổ về tới 400 nha anh em. Đó thì tất nhiên là mỗi xe mỗi khác, giá trị xe nó khác, giờ nó khác thì tất nhiên nó phải khác thôi. Đó, cho nên là nếu anh em mà cần chi tiết, giá chi tiết con nào thì liên hệ trực tiếp với đội này ha. Gọi điện trực tiếp luôn nha anh em. Tại vì mấy con này giá trị nó đã cao rồi thì không tiếc gì điện thoại để mà giao dịch, để mà lấy những con máy này hết ha. Thì phần 1 thì sẽ kết thúc ở đây, và phần 2 sẽ là hoạt động của xe ha.